Chào tất cả các em, hôm nay cô và các em lại cùng đi ôn tập môn địa lý lớp 9, chủ đề số 12, đó là vùng Đông Nam Bộ. Chúng ta sẽ đi ôn tập bằng cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi số 1. Khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Bộ là A. Đất đai kém màu mỡ. B. Mùa khô kéo dài. C. Bị sương muối. D. Chịu tác động của bão. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. B. Mùa khô kéo dài. Câu hỏi số 2. Cửa khẩu nào sau đây thuộc vùng Đông Nam Bộ? A. Cầu Treo. B. Tây Trang. C. Thanh Thủy. Và D. Nò Gò. Sa Mát. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. D. Nò Gò Sa Mát. Câu hỏi số 3. Đảo nào dưới đây thuộc vùng Đông Nam Bộ? A. Lý Sơn. B. Côn Đảo. C. Phú Quý. Và D. Thổ Chu. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đáp án của cô. B chính là Côn Đảo. Câu hỏi số 4. Cho bảng số liệu diện tích gieo trồng cao su của Đông Nam Bộ và cả nước giai đoạn 1990-2014. Đơn vị là 1000 ha. Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện tỷ lệ diện tích gieo trồng cao su của Đông Nam Bộ so với cả nước giai đoạn 1990-2014? A biểu đồ kết hợp, B biểu đồ miền, C biểu đồ cột và D là biểu đồ tròn. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đáp án của cô. C chính là biểu đồ cột. Câu hỏi số 5. Các ngành công nghiệp hiện đại đã hình thành và phát triển ở Đông Nam Bộ là A. Dầu khí điện tử công nghệ cao. B. Dầu khí phân bón năng lượng. C. Chế biến lương thực cơ khí. D. Dệt may da giày và gốm sứ. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Cô A. Dầu khí điện tử và công nghệ cao. Câu số 6. Ở Đông Nam Bộ, để tránh mất nước ở các hồ chứa, giữ được mực nước ngầm cần A. Phục hồi và phát triển các vùng rừng ngập mặn. B. Bảo vệ rừng, vốn rừng trên vùng thượng lưu các sông. C. Phát triển thủy lợi kết hợp với thủy điện. D. Bảo vệ nghiêm ngặt các vườn quốc gia. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Giờ và đây là đáp án của cô. B. Bảo vệ vốn rừng trên vùng thượng lưu các sông. Câu hỏi số 7. Cho bảng số liệu diện tích rừng của Đông Nam Bộ và cả nước giai đoạn 2011-2016. Nhận xét nào sau đây đúng về diện tích rừng của Đông Nam Bộ và cả nước giai đoạn 2011-2016? A. Diện tích rừng của vùng Đông Nam Bộ tăng liên tục qua các năm. B. Diện tích rừng của vùng Đông Nam Bộ giảm không đều qua các năm. Và C. Diện tích rừng của vùng Đông Nam Bộ giảm liên tục qua các năm. D. Diện tích rừng của Đông Nam Bộ tăng không đều qua các năm. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng.
giờ và đây là đáp án của cô. A. Diện tích rừng vùng Đông Nam Bộ tăng liên tục qua các năm. Câu hỏi số 8. Khu vực dịch vụ của Đông Nam Bộ không có đặc điểm nào sau đây? A. Dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. B. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu đứng đầu cả nước. C. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm dịch vụ lớn nhất. D. Chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của vùng. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đáp án của cô. D. Chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của vùng. Câu số 9. Bến cảng nhà dòng thuộc vùng A. Bắc Trung Bộ, B. Đông Nam Bộ, C. Đồng bằng sông Hồng và D. Tây Nguyên. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đáp án của cô. B. Đông Nam Bộ. Câu số 10. Tài nguyên khoáng sản có trữ lượng lớn ở vùng thềm lục địa của Đông Nam Bộ là A. Dầu khí, B. Quặng sắt, C. Cát thủy tinh và D. Titan. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đáp án của cô. A. Dầu khí. Câu 11. Yếu tố tự nhiên quan trọng nhất tạo nên sự khác biệt trong cơ cấu cây công nghiệp lâu năm của vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ là A. Đặc điểm tài nguyên đất, B. Trình độ thâm canh, C. Khí hậu và địa hình, D. Tập quán sản xuất. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. C. Khí hậu và địa hình. Câu 12. Nhà máy nhiệt điện có công suất lớn nhất vùng Đông Nam Bộ là A. Phả Lại, B. Cà Mau, C. Phú Mỹ và D. Bà Rịa. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. C. Phú Mỹ. Câu 13. Dạng địa hình đặc trưng của vùng Đông Nam Bộ là A. Đồi Trung Du, B. Đồng bằng Châu Thổ, C. Đồng bằng Duyên Hải và D. Bán Bình Nguyên. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. D. Bán Bình Nguyên. Câu 14. Cho bảng số liệu diện tích rừng của Đông Nam Bộ và cả nước giai đoạn 2011-2016. Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện tỷ lệ diện tích rừng của Đông Nam Bộ và cả nước giai đoạn 2011-2016? A. Biểu đồ cột, B. Biểu đồ tròn, C. Biểu đồ miền và D. Biểu đồ kết hợp. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. A. Biểu đồ cột. Câu 15. Khí hậu của Đông Nam Bộ có đặc điểm gì nổi bật? A. Nhiệt đới gió mùa ẩm, B. Cận xích đạo mưa quanh năm, C. Cận xích đạo nóng quanh năm và D. Nhiệt đới nóng khô. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. C. Cận xích đạo nóng quanh năm. Câu 16.
Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế Đông Nam Bộ? A. Bình Định, B. Bình Phước, C. Bình Dương và D. Tây Ninh. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đáp án của cô. A. Bình Định. Câu 17. Đặc điểm dân cư xã hội không đúng với Đông Nam Bộ là A. Thị trường tiêu dùng động rộng lớn, B. Người dân năng động, sáng tạo, C. Dân cư đông đúc nhất cả nước, D. Có sức hút mạnh, lao động cả nước. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. C. Dân cư đông đúc nhất cả nước. Câu 18. Đặc điểm nào sau đây không đúng với điều kiện kinh tế xã hội của Đông Nam Bộ? A. Cơ sở hạ tầng hoàn thiện, nhất là giao thông vận tải và thông tin liên lạc. B. Có nhiều dân tộc, ít người cùng sinh sống, trình độ dân trí thấp. C. Có sự tích tụ lớn về vốn và kỹ thuật, lại tiếp tục thu hút đầu tư. D. Có đội ngũ đông đảo, lực lượng lao động có chuyên môn cao. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đáp án của cô, chính là đáp án B. Câu 19. Hồ thủy lợi lớn nhất nước ta hiện nay được xây dựng ở Đông Nam Bộ là A. Dầu Tiếng, B. Trị An, C. Ba Bể và D. Kẻ Gỗ. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đáp án của cô. A. Dầu Tiếng. Câu 20. Các tỉnh, thành phố giáp biển của Đông Nam Bộ là A. Bình Dương và Bình Phước, B. Tây Ninh và Đồng Nai, C. Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu, D. Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. C. Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu. Câu 21. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Đông Nam Bộ là A. Dầu thô, cao su, giày dép, thủy sản, máy móc. B. Hàng tiêu dùng cao cấp, giày dép, cây công nghiệp. C. Dầu thô, may mặc, giày dép, thực phẩm chế biến. D. May mặc, thực phẩm chế biến, nguyên liệu. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. C chính là đáp án đúng. Câu 22. Khu trữ dự trữ sinh quyển thế giới Cát Tiên thuộc vùng A. Bắc Trung Bộ, B. Tây Nguyên, C. Đồng bằng sông Cửu Long và D. Đông Nam Bộ. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. D. Đông Nam Bộ. Câu 23. Trung tâm du lịch lớn nhất Đông Nam Bộ và cả nước là A. Vũng Tàu, B. Thành phố Hồ Chí Minh, C. Thủ Dầu Một và D. Biên Hòa. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. B. Thành phố Hồ Chí Minh. Câu 24. Hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất của Đông Nam Bộ là
xám và đất phèn. B. Đất Bazan, đất xám. C. Đất Bazan và Peralit. D. Đất xám và đất phù sa. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đáp án của tôi. B. Đất Bazan, đất xám. Câu 25. Loại đất phổ biến ở Đông Nam Bộ là A. Đất xám bạc màu trên phù sa cộ và đất trên đá vôi. B. Đất trên đá vôi và đất mùn Anlit. C. Đất đỏ Bazan và đất trên đá vôi. D. Đất đỏ Bazan và đất xám bạc màu trên phù sa cộ. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. D. Đất đỏ Bazan và đất xám bằng màu trên phù sa cổ. Câu 26. Tỉnh nào sau đây thuộc vùng Đông Nam Bộ? A. Bình Định. B. Thái Bình. C. Bình Thuận. D. Bình Phước. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. D. Bình Phước. Câu 27. Địa đạo Củ Chi thuộc tỉnh thành phố nào sau đây? A. Đồng Nai. B. Thành phố Hồ Chí Minh. C. Bình Dương. Và D. Tây Ninh. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô. B. Thành phố Hồ Chí Minh. Câu 28. Cho bảng số liệu diện tích rừng của Đông Nam Bộ và cả nước giai đoạn 2011-2016. Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện cơ cấu vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và Việt Nam năm 2017? A. Biểu đồ đường. B. Biểu đồ tròn. C. Biểu đồ miền. Và D. là biểu đồ cột. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. B. Chúng ta sẽ dùng biểu đồ tròn. Câu 29. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Đông Nam Bộ là A. Dầu thô, máy móc thiết bị, nguyên liệu cho sản xuất. B. Máy móc thiết bị, nguyên liệu cho sản xuất, hàng tiêu dùng cao cấp. C. Máy móc thiết bị, hàng tiêu dùng cao cấp, vật liệu xây dựng. Và D. Máy móc thiết bị, nguyên liệu sản xuất, hàng may mặc. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. D. Chính là đáp án đúng. Câu 30. Nhà máy nào sau đây ở Đông Nam Bộ vừa sản xuất điện, cả điện và phân đạm? A. Phú Mỹ. B. Thác Mơ. C. Thủ Đức. Và D. Trị An. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời. Chính là Phú Mỹ. Câu 31. Nhiệm vụ quan trọng trong ngành lâm nghiệp đang được các địa phương ở Đông Nam Bộ đầu tư là A. Phát triển công nghiệp sản xuất gỗ, giấy. B. Tăng sản lượng gỗ khai thác. C. Bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn. D. Tìm thị trường cho việc xuất khẩu gỗ. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Chính là đáp án đúng. Câu 32. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?
A Bình Dương, B Vĩnh Long, C Đồng Nai và D Long An. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Giờ và đây là đáp án của cô B chính là tỉnh Vĩnh Long. Câu 33. Hiện nay khoáng sản có giá trị nhất ở đồng vùng Đông Nam Bộ là A cao lanh, B bauxit, C dầu khí và D là sét. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Giờ và đây là đáp án của cô C chính là dầu khí. Câu 34. Trong bảng số liệu diện tích rừng của Đông Nam Bộ và cả nước giai đoạn 2011-2016, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích rừng của Đông Nam Bộ và cả nước giai đoạn 2011-2016? A biểu đồ cột, B biểu đồ miền, C biểu đồ đường và D là biểu đồ kết hợp. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Biểu đồ đường. Câu 35. Di tích lịch sử nào sau đây không phải ở vùng Đông Nam Bộ? A địa đạo Vĩnh Mốc, B nhà tù Côn Đảo, C bến cảng Nhà Lồng và D địa đạo Củ Chi. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Địa đạo Vĩnh Mốc. Câu 36. Thủ Dầu Một là thành phố thuộc tỉnh A Bình Phước, B Bình Dương, C Đồng Nai và D là Tây Ninh. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Giờ và đây là đáp án của cô B Bình Dương. Câu 37. Cho bảng số liệu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Đông Nam Bộ và cả nước giai đoạn 1997-2016. Nhận xét nào đúng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Đông Nam Bộ và cả nước giai đoạn 1997-2016? A. Đông Nam Bộ liên tục tăng nhanh. B. Cả nước tăng ít hơn Đông Nam Bộ. C. Cả nước tăng nhanh hơn Đông Nam Bộ và D. Cả nước có xu hướng tăng. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đáp án của cô A. Đông Nam Bộ liên tục tăng nhanh. Câu 38. Vị trí địa lý của vùng Đông Nam Bộ không giáp với vùng nào sau đây? A. Duyên Hải Nam Trung Bộ, B. Tây Nguyên, C. Đồng bằng sông Cửu Long và D là đồng bằng sông Hồng. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Sông Hồng. Câu 39. Lưu vực sông nào sau đây không phụ thuộc vùng Đông Nam Bộ? A. Sông Bé, B. Sông Đồng Nai, C. Sông Sài Gòn và D là sông Ba. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Chính là sông Ba. Câu 40. Dệt may là ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ dựa trên thế mạnh chủ yếu là sau đây: A. Có nhiều lao động lành nghề, B. Nguồn nguyên liệu phong phú, C. Nguồn lao động dồi dào và D là giao thông thuận tiện. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng.
C, nguồn lao động dồi dào. Câu 41. Điểm nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ? A, chất lượng cuộc sống của người dân thấp. B, có số dân tập trung thưa thớt, thiếu nguồn lao động. C, có diện tích và loại lớn nhất so với vùng khác. D, dẫn đầu cả nước về giá trị sản lượng công nghiệp. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Giờ và đây là đoán của cô D, dẫn đầu cả nước về giá trị sản lượng công nghiệp. Câu 42. Điều kiện tự nhiên thuận lợi của vùng ven biển Đông Nam Bộ đối với nuôi trồng thủy sản là có: A, nhiều đầm phá. B, cửa sông lớn. C, rừng ngập mặn. Và D, nhiều vũng vịnh. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Giờ và đây là đáp án của cô C, rừng ngập mặn. Câu 43. Điểm nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ ở Đông Nam Bộ? A, dẫn đầu cả nước về tăng trưởng nhanh và phát triển có hiệu quả ngành dịch vụ. B, các hoạt động dịch vụ thương mại, ngân hàng, tín dụng phát triển chậm. C, các ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế của vùng. D, các hoạt động dịch vụ ngày càng phát triển mạnh và đa dạng. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Giờ và đây là đáp án của cô B, các hoạt động dịch vụ thương mại, ngân hàng, tín dụng phát triển chậm. Câu 44. Trung tâm công nghiệp khai thác dầu khí của Đông Nam Bộ là A, Thủ Dầu Một. B, Bà Rịa Vũng Tàu. C, Thành phố Hồ Chí Minh. Và D, Biên Hòa. Các em suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. B, Bà Rịa Vũng Tàu. Câu 45. Ba trung tâm công nghiệp hàng đầu của Đông Nam Bộ là A, Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ. B, Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Tân An. C, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một. D, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Mỹ Tho. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một. Câu 46. Để khắc phục hạn chế do mùa khô kéo dài, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Bộ, vấn đề quan trọng cần quan tâm là A, thủy lợi, thay đổi cơ cấu cây trồng. B, thay đổi cơ cấu cây trồng, chống xói mòn đất. C, cải tạo đất, thay đổi cơ cấu cây trồng. D, áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô A, thủy lợi, thay đổi cơ cấu cây trồng. Câu 47. Ngành chăn nuôi gia súc gia cầm ở Đông Nam Bộ được chú trọng theo hướng áp dụng phương pháp chăn nuôi: A, công nghiệp. B, bán thâm canh. C, lửa chuồng trại. Và D, chuồng trại. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp của cô A, công nghiệp. Câu 48. Cho bảng số liệu diện tích rừng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước giai đoạn 2011-2016. Nhận xét là sau đây đúng về diện tích rừng của Đông Nam Bộ và cả nước giai đoạn 2011-2016. A, Đông Nam Bộ tăng chậm hơn cả nước. B, Đông Nam Bộ liên tục tăng. C, Đông Nam Bộ tăng nhiều hơn cả nước. Và D, cả nước liên tục giảm. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng.
liên tục tăng. Câu 49. Ngành công nghiệp dầu khí đã tác động nhiều nhất đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh: A. Bà Rịa Vũng Tàu, B. Bình Dương, C. Thành phố Hồ Chí Minh và D. Đồng Nai. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Câu 50. Trong quá trình khai thác vận chuyển chế biến dầu khí ở Đông Nam Bộ, cần đặc biệt chú ý đến vấn đề gì? A. Tăng cường đầu tư nguồn vốn đầu tư. B. Đẩy mạnh xuất khẩu dầu mỏ. C. Đẩy mạnh thăm dò, tìm kiếm các mỏ dầu mới. D. Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Câu 51. Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ thuộc vùng A. Bắc Trung Bộ, B. Duyên Hải Nam Trung Bộ, C. Đông Nam Bộ và D. là đồng bằng sông Cửu Long. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Đông Nam Bộ. Câu 52. Khó khăn của Đông Nam Bộ đối với phát triển kinh tế là: A. Ít khoáng sản, diện tích rừng tự nhiên chiếm tỷ lệ thấp. B. Đất đai kém màu mỡ, thời tiết diễn biến thất thường. C. Tài nguyên sinh vật hạn chế do có nguy và có nguy cơ suy thoái. D. Tài nguyên biển kém phong phú, nước sông ô nhiễm. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô A, là đáp án đúng. Câu 53. Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỷ lệ dân thành thị của Đông Nam Bộ cao nhất cả nước là do: A. Tốc độ công nghiệp hóa nhanh nhất. B. Ngành nông nghiệp kém phát triển. C. Người dân di cư vào thành thị nhiều. Và D. Lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô A, tốc độ công nghiệp hóa nhanh nhất. Câu 54. Đông Nam Bộ không phải là nơi có: A. Di sản văn hóa thế giới. B. Thị trường tiêu thụ rộng lớn. C. Người dân năng động sáng tạo. Và D. Lực lượng lao động dồi dào. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Cô A, di sản văn hóa thế giới. Câu 55. Đông Nam Bộ có các nhà máy thủy điện: A. Phú Mỹ Thủ Đức, B. Iali Trị An, C. Trị An Thác Mơ và D. Thác Mơ Iali. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp của cô Trị An Thác Mơ. Câu 56. Tình trạng ngập úng ở thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu do: A. Không có đê ngăn lũ. B. Lũ thượng nguồn. C. Ảnh hưởng của bão. Và D. Hiện tượng chiều cường. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp của cô D, hiện tượng chiều cường. Câu 57. Đông Nam Bộ là vùng dẫn đầu cả nước về tiêu chí nào dưới đây? A. Dân số. B. Công nghiệp.
C thủy sản và D là diện tích. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đoán của cô B công nghiệp. Câu 58, các nhà máy nhiệt điện ở Đông Nam Bộ hoạt động chủ yếu dựa vào nhiên liệu khí tự nhiên là A Trà Lóc Thủ Đức, B Trà Lóc Phú Mỹ, C Bà Rịa Uông Bí và D Phú Mỹ Bà Rịa. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô D Phú Mỹ Bà Rịa. Câu 59, chỉ tiêu dân cư xã hội nào sau đây của Đông Nam Bộ thấp hơn cả nước? A tỷ lệ người lớn biết chữ, B tỷ lệ dân số thành thị, C tỷ lệ thất nghiệp ở đô thị và D là tuổi thọ trung bình. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô C tỷ lệ thất nghiệp ở đô thị. Câu 60, loại cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ là A cà phê, B điều, C hồ tiêu và D là cao su. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô D cao su. Câu 61, nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất vùng Đông Nam Bộ là A Iali, B Trị An, C Thác Mơ và D Hòa Bình. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô B Trị An. Câu 62, cho bảng số liệu diện tích rừng của Đông Nam Bộ và cả nước giai đoạn 2011-2016. Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện cơ cấu diện tích rừng của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước giai đoạn 2011-2016? A biểu đồ kết hợp, B biểu đồ tròn, C biểu đồ đường và D là biểu đồ cột. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đáp án của cô D biểu đồ cột. Câu 63, cho bảng số liệu diện tích rừng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước giai đoạn 2011-2016. Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện cơ cấu diện tích rừng của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước giai đoạn 2011-2016? A biểu đồ miền, B biểu đồ cột, C biểu đồ đường và D là biểu đồ tròn. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đáp án của cô D biểu đồ tròn. Câu 64, cho bảng số liệu diện tích rừng của vùng Tây Nguyên Đông Nam Bộ thời kỳ 2011-2016. Nhận xét nào sau đây đúng về diện tích rừng của vùng Tây Nguyên Đông Nam Bộ thời kỳ 2011-2016? A diện tích rừng của vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đều tăng liên tục, B diện tích rừng của vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ đều giảm liên tục, C diện tích rừng của vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ đều có xu hướng tăng và D diện tích rừng của vùng Tây Nguyên lớn hơn nhiều so với vùng Đông Nam Bộ. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đáp án của cô. D chính là đáp án đúng.
Câu 65. Nhà máy thủy điện Trị An được xây dựng trên sông A. Đồng Nai, B. Vàm Cỏ Đông, C. La Ngà và D. Sài Gòn. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đáp án của cô. A chính là Đồng Nai. Câu 66. Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu trong việc đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp ở Đông Nam Bộ là A. Giống, B. Thủy lợi, C. Vốn đầu tư và D. Là thị trường. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Hết giờ và đây là đoán của cô. B. Thủy lợi. Câu 67. Trong cơ cấu GDP của vùng Đông Nam Bộ, chiếm tỷ trọng lớn nhất là khu vực nào sau đây? A. Công nghiệp xây dựng, B. Công nghiệp dầu khí, C. Nông lâm ngư nghiệp và D. Là dịch vụ. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Giờ và đây là đáp án của cô. A. Công nghiệp xây dựng. Câu 68. Điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lý của vùng Đông Nam Bộ? A. Có vùng biển rộng, B. Giáp Tây Nguyên, C. Giáp miền Hạ Lào, D. Giáp đồng bằng sông Cửu Long. Các em hãy suy nghĩ trong 10 giây để đưa ra câu trả lời đúng. Và đây là đoán của cô. C. Giáp. Như vậy vừa rồi cô và các em đã ôn tập xong cái chủ đề số 12 vùng Đông Nam Bộ. Các em hãy cố gắng là làm đi làm lại nhiều lần thì các em sẽ ghi nhiều kiến thức tốt hơn. Và cô chúc các em sẽ làm bài kiểm tra mà có cái phần trắc nghiệm đạt điểm số cao nhất. Chào tạm biệt tất cả các em.